Xin chào anh em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình ngày hôm nay. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách đơn giản để unlock một cái dòng sản phẩm điện thoại, đó chính là Itel. Đây là cái dòng dòng sản phẩm Itel, nó sử dụng cái hệ điều hành Android 6, được chưa? Đó. Thì cái cách này ấy, nó sẽ khác với chúng ta sử dụng cái bypass Google, cái dòng điện thoại trước đó mình đang hướng dẫn nó. Dòng bypass này nó kiểu như là bypass nó cao hơn các bạn ạ. Đó. Bypass nó có tính năng bảo mật hơn, thì nó tùy từng loại sản phẩm ấy thì nó không thể bypass được. Đó, hôm nay sẽ tiếp tục bypass với các bạn này cái dòng sản phẩm này. Ok, anh em có thể xem ở đây nhá. Đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách bypass sản phẩm này như sau này. Anh em chú ý này, bypass sản phẩm này á. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ xem theo dõi vào trong cái video này này. Đó. Đầu tiên đấy, bây giờ đây là cái dòng sản phẩm của mình này. Đó. Chói không? Rồi bây giờ mình sẽ bật máy lên. Đó, bật máy lên. Và các bạn đang xem đây là, ví dụ như giả sử mà các bạn vì một lý do nào đó, các bạn không nhớ mật khẩu, nó bị khóa màn hình đó. Được chưa? Hoặc là các bạn từng reset lại nhưng mà các bạn không xóa mật khẩu ở đấy. Dạ, có nghĩa là các bạn reset lại nhưng mà các bạn không xóa cái tài khoản Google đó. Cái tài khoản Google nó vẫn có ở đây đó. Các bạn không nhớ xóa chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ, đa số là các bạn không nhớ mật khẩu màn hình ấy, cái mật khẩu mà vẽ màn hình đó. Rồi ạ, hoặc là các bạn reset cài đặt quốc luôn như này, các bạn không nhớ xóa tài khoản non Google đi đó. Được chưa? Bây giờ mình reset luôn máy như này này. Đấy. Đó, đây là Itel. Rất là nhiều trường hợp mà các bạn không để ý. Thực ra cái dòng sản phẩm này nó cũng có thể unlock được các hệ hành Android 6. Tất cả các dòng đèn Android 6 nó đều chạy được các bạn ạ. Chứ không phải chỉ cái dòng sản phẩm luôn. Các bạn tham khảo ở cái website của mình ấy. Được chưa? Đó, tí mình sẽ giới thiệu chi tiết với các bạn là cách unlock. Tất cả các dòng sản phẩm Android 6 nó bảo mật ở mức bình thường này, nó cũng có thể là nó sẽ unlock được. Có nghĩa là nó tùy theo cái tính năng bảo mật của Google ấy, nó có được cập nhật hay không. Thì chúng ta sẽ có nghĩa là phiên bảo mật, có nghĩa là cái lỗ hổng của Google ấy, nó đã fix chưa. Nếu mà nó chưa fix ấy, thì chúng ta có thể áp dụng được. Đó, còn cách trước đó mình đã hướng dẫn với các bạn là sử dụng cái phần mềm bypass Google ấy. Được chưa? Đó. Chờ vài giây nó đang chạy. Nó đang reset lại cả đặt gốc nhá. Kể cả các bạn chạy phần mềm nó cũng không biến mất đâu. Được chưa? Lâu thế nhờ. Chờ một tí. Đó, đây là cái dòng sản phẩm mà bypass của dòng Google đó. Các bạn có thể áp dụng tất cả các dòng, các bạn có thể áp dụng được nhá. Đó, các bạn có thể bypass bằng cái phương pháp này được. Đó, nó rất đơn giản thôi. Nó đang reset lại máy các bạn ạ. Đây ồn nào các mình sẽ lên trên. Cái này chúng ta không cần phải máy tính đâu mà. Chúng ta không cần phải máy tính các bạn ạ. Chúng ta từ một tí. Rồi.
Đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn với các bạn đây này. Đây là cái dòng sản phẩm bài bát đó. Các bạn thấy chưa ạ? Đó, nó có bài bát như này. Đó. Bạn xem đây là bài bát Google này. Sẽ đặt đây luôn. Thôi chạy. Còn chờ vài giây nhá. Rồi sau vài giây thì nó đã hiện lên cái một cái phông trắng thoát như này để cho anh em chúng ta có thể là chú ý này. Đó, nó đã hiện lên cái phông trắng thoát này. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ việc làm như nào. Rồi nó đã hiện lên như này. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ việc là ăn lúc nó thôi. Bây giờ chúng ta mở máy này. Đó, bây giờ mình đã mở máy lên. Đó, bây giờ mình sẽ nhấn Next. Ví dụ như các bạn muốn tiếng Việt chẳng hạn. Sorry, mình sẽ quay lại tiếng Việt đối với anh em thích tiếng Việt này. Đấy, nó có hỗn hợp ngôn ngữ tiếng Việt mà. Đó. Đó, Next. Bây giờ mình sẽ chọn cái mạng Wi-Fi của mình. Đấy, chọn mạng Wi-Fi, sau đó mình nhấn mật khẩu Wi-Fi vào. Đó. Kết nối. Đó. Được chưa? Cần đợi vài giây nó sẽ hiện lên ngay. Đấy. Quá trình này có thể mất tối đa 2 phút, được chưa? Đó, còn chờ 2 phút. Nhanh thế. Đấy, à nó đang chạy. Đó, nó đang cập nhật phần mềm này. Các bạn xem này. Đó, nó đang kiểm tra phần mềm cái kiểu con đa điều. Rồi, bây giờ nó đang hiển thị lên. Hãy đăng nhập tài. Hãy đăng nhập máy đăng nhập để khai thác tối đa thiết bị. Trong quá trình này ấy là nó không có tài khoản Google, các bạn có thể bỏ qua được. Nhưng nếu mà nó có tài khoản Google ấy, các bạn không thể đăng nhập được ấy, thì các bạn sẽ làm những cách như sau. Được chưa ạ? Ví dụ như đến đây nó không thể truy cập được rồi, nó bị mật khẩu. Thì bạn quay lại, các bạn tìm vào cái mạng khác này. Sau đó các bạn nhấn vào đây. DDDD. Đó, sau đó các bạn sẽ chỉ việc là nhấn vào đây. Hoặc là các bạn có thể nhấn vào nút home, giữ nút home trong mấy giây. Đó, nó sẽ hiển thị lên cái Google Chrome này này. Sau đó bạn không cần đăng nhập. Các bạn nhấn vào nút home này trong vòng mấy giây. Các bạn hiểu ý của mình cả. Các bạn nhấn vào nút home này trong vòng mấy giây. Dạ, giữ home trong vòng mấy giây. Đó, đây là cái điện thoại của khách. Đó, dành lại cho mình để mình unlock. Bây giờ các bạn nhấn chôm. Mình nhấn sorry, mình sẽ quay cho bạn.
À, chờ một tí. Đến đây không có thì mình nhấn vào nút home trong vòng mấy giây thì nó sẽ hiển thị ra này. Sau khi hiển thị ra này thì các bạn sẽ chỉ việc làm như sau, đó chính là chúng ta sẽ chúng ta không cần vào đập, chúng ta sẽ tìm kiếm mình sẽ tìm một cái ứng dụng đó chính là Google Chrome. Sau đó mình sẽ nhấn vào đây là chấp nhận, không cần đăng nhập. Sau đó mình nhấn vào đây là unlock pass các bạn ạ. Unlock. Unlock pass. pass.com. Đó, unlock pass.com. Sau khi các bạn đăng nhập vào unlock pass.com thì các bạn sẽ thấy một cái trang như này. Thì các bạn vào trong cái trang unlockpass.com mới các bạn sẽ thấy và các bạn sẽ nhớ là tìm cái bài viết liên quan đến unlock bài mát Google account Itel. Từ giờ sau đó các bạn sẽ hoặc là các bạn nhấn search cái khung tìm kiếm ấy là unlock Itel thì nó sẽ có Itel gì đó. Đó. Các bạn sẽ thấy là cái bài viết này. Bây giờ các bạn đã thấy là cái bài viết này nó như này. Thì các bạn sẽ search xuống cuối và các bạn kích vào trong cái phần download file thứ nhất, đó là quick cái file quick market này ấy, được chưa? Các bạn download cái file này về, được chưa? Đó, download về các bạn mở luôn ở dưới này thì các bạn vào cài đặt đấy, vào cài đặt. Sau đó các bạn bật không rõ nguồn gốc lên, có nghĩa là ăn đâu suộc, khi đó thì nó có thể là mở được những file đó. Ăn nó suộc đó, sau đó nó có thể là cài đặt những ứng dụng APK bên thứ ba vào máy, được chưa? Sau đó các bạn nhấn cài đặt, đó nó đang cài đặt cái file này, được chưa? Đó, cài đặt xong các bạn nhớ là chấp nhận cài đặt, đó nó có thể có rủi ro nhưng mà các bạn khuyến cáo là cứ cài đặt, đó ứng dụng đã được cài đặt, sau đó các bạn bấm mở. Bây giờ mình sẽ mở ứng dụng lên, rồi sau đó các bạn sẽ search cái từ khóa đó như Google. Đối với phiên bản tiếng Anh các bạn chọn Google Account Manager. Sau đó các bạn chọn Google Account Manager. Sau đó các bạn bấm try. Sau đó các bạn bấm set kết quả vào chấm gọi set login này. Sau đó các bạn đăng nhập tài khoản mới. Để tiến hành lúc này nó đã xóa tất cả tài khoản Google đi rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần điền cái thông tin tài khoản email của các bạn vào và các bạn sẽ chạy luôn. Đó, điền xong tài khoản email, bây giờ các bạn bấm restart nào, khởi động lại máy. Rồi, bây giờ mình khởi động lại máy. Và bây giờ đến bước này chạy lên, máy của chúng ta sẽ chạy bình thường. Ok, và chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye các bạn. Đó, nó đã không hỏi, nó đã hỏi không hỏi không xác minh rồi, được chưa? Đó, bây giờ chúng ta máy chúng ta đã chạy hoàn thành. Chào anh em.